quê. Sẵn nguy hiểm chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được thấy trên sân khấu như những đoá sen hồng dưới ánh sáng và làn gió thu nhẹ uyển chuyển dịu dàng lướt trên sân khấu của chúng ta. Một lần nữa quý vị, chào một tay thật lớn để chúc mừng cho đơn vị xã Vĩnh Quỳnh. Và đơn vị tiếp theo chúng tôi được mời ra sân khấu.